Hello anh em nhé, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé. Mình là Trung đây. Đấy, thì hôm nay làm cái video thử mở cái thẻ đen ở bản Viettel Media xem nào anh em. Trên kênh của mình thì ở cái bản quốc tế thì mình làm 3 4 cái video mở thẻ đen rồi, thẻ cam cũng làm nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đổi gió chơi sang bản Viettel Media anh em nhé. Thử sang đây cái xem nhân phẩm nó có khác không anh em. Bản hiện tại bản Viettel Media này trên PC đang rất là ít người chơi anh em. Gần như là không có người luôn đấy. Rồi sang bên này mở đổi gió cái xem biết đâu mở phát ngay tơn đầu tiên nhà phát hành ưu đãi rồi cho khẩu gấu ra thì đẹp. Muốn chơi bên này lắm nhưng mà buồn quá không có người chơi luôn. Nên là vẫn cứ phải cắm cúi ở bản thực tế. Dạo qua cái nhà này phát là chạy sang mở luôn đi, tại vì mình nghĩ là chắc là nếu mà may mắn lắm là gặp người chắc chỉ có một hai ông thôi, nếu bình thường gần như là không có luôn anh em, và mở luôn xong về luôn anh em nhé. Nhanh gọn lẹ, kiểu ví dụ bình thường như anh em mà chơi trên mobile mà biết cái có người đông đi mà thẻ khi nguy hiểm ấy, kiểu phải lượn một vòng các thứ xem người biết cái nào xong rồi này chết chết kỹ càng mới mở, nhưng mình chơi trên PC ít người nên mình nghĩ là cứ nào phát mở luôn thôi, không phải nghĩ nhiều anh em. Nào anh em cùng gọi là cầu nguyện cho tôi mở phát được em gấu ra ăn ngay phát đầu tiên nhá. Thôi không được gấu ra thì kiếm được em MK14 để ăn uống cũng được, nhưng mà đỡ lỗ chứ không phải lỗ lắm. Radar này nhặt cái đi mở thẻ nhưng mà máu nút dạo nó vẫn còn trong người anh em, thấy hòm hiếc là vẫn phải check. Cái phòng ở tầng 2 tầng 3 ta, đang cao chắc trên tầng 3 rồi. Đây rồi anh em, giết đẹp bot đây mày nhá. Giết em boss này nó hên oh, cùng mở thẻ rồi anh em. Ok luôn. Nào 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 nào, cùng xem có những cái gì nào. Ba hòm gấu ra, ui rồi à được cái hòm biển đỏ này thì cũng được 100k này, một cái mũ 5, một cái ba lô 2, khẩu sụt gân, thu hồi đạn, tay cầm khúc xếp công thái học, tấn công vùng thân. Ở được cái X4 này cũng có tí tính chất sử dụng. Gấu ra, ui rồi giáp 5 ạ. À đây, ok chưa. Ui dồi ôi. Còn nuôi nhà phát hành ấy rồi anh em. Còn nuôi nhà phát hành ở đây chứ đâu. Trời. Vớt. Bảo là biết đâu tên đầu tiên được gỡ ra cái được luôn ạ. À. Và giáp 4 này mình vứt lại đi. Trời ơi. Đúng phát đầu tiên mở thẻ nha anh em. Lần đầu tiên đi mở thẻ và Viettel VH đấy. Ăn ngay. Thế là trận này mình nãi rồi đấy. Được gấu ra này, xong được thêm cả cái hòm biển đỏ nữa. Ôi giàu to thôi, về luôn anh em nhá. Này không cần quan tâm là có người hay không nữa đâu. Gấu ra này, khẩu SPD này. Tay cầm hơi củ nhây tí. Ba, năm, ba lô 2, đạn,
10 cái overload hóc môn này. À, quan trọng ở đây, quan trọng ở đây, quan trọng là đây. Quan trọng là đây. Anh em thấy chưa? Có khi là mẹ nhà phát hành biết mình đấy anh em ạ. Trời ơi. Thời gian rảnh rảnh em có nên vào ăn vài em bot ở tầm khu này để kiếm cái MK không nhỉ? Lượn đi anh em, có khi là vào làm tí thì thằng nào cũng chưa hết giờ anh em. 12 phút mới tẩu thoát được cơ. Phát này vào đây mình lụm em MK nữa thì đúng nè. Mắc bêu công nghệ. Được gọi là đỉnh cao của may mắn đấy anh em ạ. Hiếp hồn. Đâu vậy ta? Sợ nhất là mấy con bot sụt gân này này. Mấy con bot sụt gân này nó thụt đau kinh khủng luôn á. Tiếng chân nhưng mà khả năng cao là bot anh em. Nghe tiếng kiểu di chuyển này khả năng cao là bot chứ không phải người đâu. Ấm rồi, ấm rồi. Mở cá. Mở cá. Thế đâu. Chủ yếu là các bạn là cái thời gian về nó chưa chưa đến anh em nên vào nghịch ngợm tí thôi. Còn là được cái gì thì được. Còn không thì mỹ mãn rồi anh em ạ. Mỹ mãn. Ui, gấu ra là con gấu ra phải chấm luôn cơ. Hay quả này về mẹ phân tích dòng lên thì nó cứ phải gọi là ôi giời ôi luôn. Được quả dòng mẹ mới tăng đam rồi này, tăng xuyên giáp này, tăng tầm bắn thì nó cứ gọi là mắc carabeo đấy. Có khi là mẹ trên PC mình chơi không có người này, có cái hay đấy, mấy anh em mobile mà muốn kiểu mở thẻ đen đấy, mời vào mình bắn cùng với mình anh em ạ. Khi anh em mời mình vào thì anh em sẽ chỉ gặp PC thôi, mà PC thì không có người đấy. Anh em mở thẻ yên tâm là sẽ không bao giờ gọi là bị cướp đấy, mà đi với tôi biết đâu nhân phẩm mẹ may mắn đi cùng PC lại ra gỡ ra hay sao. Thôi về luôn anh em nhá, về luôn về luôn về luôn. Ok vậy thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây anh em nhá. Có khi là mình sẽ làm thêm một video nữa, mình sẽ mở thẻ đen ở map sa mạc đấy, thì cái video mở ở map shelter này đến đây thôi anh em. Video nó nhạt lắm, nó không có bắn nhau, nó chỉ có mở thẻ thôi. Thì mình xin dừng anh em, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha mọi người. Bye bye anh em. Đỉnh cao, đỉnh cao.